Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Ba Đạo người nha. Em cảm ơn video của em rất ok, cảm ơn em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscriber ủng hộ channel phát triển nha, mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất anh em và cùng nhau vui chơi sự kiện đây. Tem độ rồi ok các bạn. Tem độ hiện tại đây anh em. Nói chung thì cũng đang sương sương nên các bạn xem clip các bạn cập nhật liên tục biết rồi. Kẹp đá này anh em. Đủ lên rồi, này đủ lên rồi anh em. Tôi đang bị thiếu đôi chút nên là đang bảo ghép cho lên các bạn. 9 lên được 2 rồi, 2 là vừa đủ anh em. Ghép của mấy viên của mấy cháu phía trên là nó có vấn đề các bạn, chưa chưa đủ để nên ghép. Toàn được 3 viên à. 3 viên là cũng ổn rồi anh em, đá nào. Ok, khảm vô. Rồi, không có đá luôn anh em. Ok, khảm vô nào. Nó sẽ sai tạm vậy các bạn, đấy. Rồi, nhưng mà đi lấy code mới anh em, code mới đã tính tiếp nha. À, ngoài ra bên kênh vẫn đang còn cái event tặng gói kích nạp build hoàn cốc đấy anh em nào chưa tham gia vào trong kênh xem và tham gia nhé. Ok các bạn, từ từ hà nội cuối tuần vui vẻ. À quên, tôi đi chưa check in các bạn, từ từ tôi check in á. Check in lại các bạn, đây vào game chụp ảnh lại các bạn nhớ nhá, vào game anh em chụp ảnh lại. Rồi sau đó ăn qua bên sự kiện bên Facebook anh em. Đây, thả team sự kiện vào game chụp màn hình, comment ảnh vừa chụp, check in nhận quà. Đó, ok các bạn, phần quà tham gia 200 Melly, 200 kim cương, một tảng thịt, 10 mảnh ngen và 5 da men Sanji, có nghĩa là cái tăng thể lực đấy các bạn. Bên bọn anh em thật cày thế nhà lối luôn anh em. Thả tim các bạn. Rồi ok, chọn lại anh. Rồi comment đi. Phải không? À không bạn, check in nhận quà cùng Gomu, nhận quà cùng Gomu điện thoại. Rồi rồi ok bạn, check in nhận quà cùng Gomu điện thoại. Ok các bạn. Vô ở đâu bạn này, 300k chứ, 300k anh em, 500. Ây da, trông cũng ra gì này nọ lắm đấy chứ. À và chụp ảnh tướng cũng được anh em. Rồi xong, đã check in. Rồi quà đâu, chắc đợi xíu anh em, đợi xíu quà về. Ok đây sự kiện mới nhất rồi. Ở phía dưới này thì chúng ta còn một số. Đây anh em này, vừa nãy hắn xưa mới được 10k, chia sẻ 6k. Cái này mới có nhận nổi không anh em. Đây cốt mới anh em này, huyện thoại đẳng cấp này, 15k like, 15k xe là biết nhận nổi không các bạn. Quá ngon, 15k nữa hết. Ủa quán, từ từ cái sự kiện tôi mới tham gia xem đâu với nhờ. Team và comment và chụp comment ảnh và chụp check in nhận quà cùng Gomu huyền thoại. Rồi mà nữa hả? Nhận quà cùng Gomu điện thoại đúng không? Điện thoại ok các bạn, lại nào. Hay nhỉ, nhiều khi nó không dép đấy anh em, chứ phải cứ đơn giản cứ comment là dép đâu anh em. Đây rồi. Đấy, đâu phải nhiều lúc đâu, phải các bạn thấy không, đâu phải cứ comment là nhận được quà ngay đâu. Đấy, tôi đây cũng vậy mà anh em, còn bị như này mà. Nên là các bạn cứ phải bình tĩnh thôi. Có đen riêng nhá, anh em muốn nhận thì làm y như nguyên như tôi làm. Ok, về game các bạn, phang quả cốt vào 10 mảnh chuối cho em các bạn cũng được, cục thịt nữa. Rồi ok, ngon lành luôn.
Tiếp theo vô gu anh em tập kích. Mấy em lại quên đánh cái này các bạn. Nào, test thêm đội mới luôn anh em. Một. Đây nào. Cho chỗ này vào anh em. Cho Pero Pero à. Ok bạn Pero Pero luôn đi. Ok team đầu tiên các bạn, team này. Trăm, 800, 900, một tỏi rồi không? Một tỏi rồi anh em, tỏi 1, tỏi 2, tỏi 3. Ok, Adam cho nghe nó yếu yếu nhỉ? Tỏi 6 ạ, một tỏi 6 anh em. Nụ đam to nhất à? Bên này đánh rồi. Ok, Sengoku. Ok, cho team này đi anh em. Rồi, team số 2. Hai trăm k. Ui, bên team này được 1 mét không nữa trời. Hoang mang thế nhờ. Cũng kiểu nhìn vậy chứ không phải vậy đâu anh em. Cũng kiểu nhìn vậy thôi chứ không phải vậy các bạn. 800, 900, ô được 1 mét anh em. Ơ đúng, nhìn vậy chứ đừng nói anh em. Mét rồi này. Ôi đánh choáng liên tục các bạn. Không kịp phản đòn nữa thôi anh em. Mét 2. Cũng được các bạn. Tập kích. Tiếp tục, tem 3. End đi chưa anh em. Rồi thuyền. Nói chung là còn gì dùng cái đấy. Tem cuối cùng. Tem kiếm sĩ các bạn. Tem kiếm sĩ này thật sự cá nhân tôi không trông mong nhiều lắm. Đánh đến đâu đánh thôi. Zoro nào kịp bounty không? Vẫn kịp các bạn. Kịp bounty được phát. 400k. 400k hơn các bạn. Bên này có nó một top nào không anh em? Ôi ôi. Càng biết luôn. Thôi cứ từ từ thong thả vậy. Rồi giờ tiếp tục hành trình neo đậu thần anh em. Tôi đang neo dở 988 anh em. Tối nay sẽ cố lên 1000 nhá. Giờ tôi neo đây. Ok các bạn, cuối cùng cũng đến rồi anh em. Tầng 999 và tầng 1000. Neo nào anh em? 999 trước. Hiện tại tem tôi neo đây anh em. Dầu đen 2 lù. Odin, nói chung thì vẫn là Odin với cả No Wallo gánh còng lưng là chính thôi anh em. Thật sự mấy lượt này ra số vẫn là 200 này gánh còng lưng anh em. Còng lưng luôn chứ nói. Đúng nghĩa gánh còng lưng luôn chứ không các bạn. Vào bắt meta mấy cái meta này đánh, nó đánh thầm ác lắm các bạn. Càng đét luôn chứ không các bạn. Đang lên giáp thiên để đánh không có giá trị luôn các bạn thấy không. Đánh không có giá trị luôn thôi. Giờ đánh mới có giá trị. Ui may quá, xong luôn. Tôi bảo sợ nhất là quay video mà nó đánh lại không ăn được các bạn. Sợ nhất là quay video mình đánh lại không ăn được các bạn. Ok, tầng thứ 1000. Hôm nay chính thức lên tầng thứ 1000 đây. Nói chung toàn anh Oruki à quên, Koruki Oden anh em gánh còng lưng là chính. Leo tối hôm qua giờ toàn mình Oden anh em đấy, toàn kiểu như này. Đấy, toàn lại còn mối lau qua lô, nhiều khi còn mối Odin anh em. Qua tầng 2 cũng là một mình Odin gánh luôn. Nhưng tỷ lệ ít lắm các bạn. 10 trận mới ra được một trận, nghe thua rồi. Đó, giờ qua tầng 2 thì gọi là đen thôi đỏ quên đi anh em. Nhưng mà khả năng ăn được rất thấp luôn. Đó, không phải nói đâu anh em. Khả năng ăn được rất thấp luôn. Bay màu luôn. Tới nào. Cố gắng lên nào Odin ơi. Anh chịu khó tí gánh còng lưng em tí cho nó xong nào. Em đang quay video đấy mọi người ạ. Mọi người em đang quay video đấy mọi người. Tập trung đánh đi. Đánh dồn lực vào nào. Đó. Ảo sự luôn anh em. Đam nó dồn. Cứ đến phút cuối là kiểu gì còn lanh quanh là cứ còn hai mối hai cho này đấy. Rồi bạn đang búc khiên anh em. Đánh không có giá trị rồi. Đó.
cay không? Đang quay clip mà nó máy không Win anh em đó, một ván nó đánh là như này các bạn, có khi 5-10 phút luôn đó chứ mà không đâu. Và nhiều khi thậm chí còn lâu hơn nữa chứ mà không bạn. Chứ mà chỉ 5-10 phút thôi đâu bạn, nhiều khi còn lâu hơn này rất là nhiều luôn chứ mà không. Lại toang rồi. Kiểu này lại toang rồi anh em, qua trận 2 em cứ chưa chắc ăn được. Cay thế nhỉ, cô lù vào thì bữa nay chịu còn chịu không nổi nhiệt anh em, lù vào giờ không chịu nổi nhiệt đâu bạn. Ai da, này chưa đánh gì toàn cái đám được, cay thế. Thế khi ta đã gặp boss Moria anh em, là Moria của đội bạn anh em, boss Moria đấy, múc khiên múc biết kinh khủng khiếp luôn bạn. Đâu khi mà mình chơi thì nó không bao giờ như vậy các bạn, nghịch cảnh cuộc sống. Trời ơi, được lần mình đánh búc khiên không ạ, cú thế nhờ. Win nào, còn vượt đại hành trình nữa kìa. Mà mấy ai đại hành trình chưa vượt nữa anh em. Cố lên nào, cố lên nào. Ôi dồi ôi. May quá đầu bạn chỉ kịp búc khiên luôn anh em. Ăn rồi. Cố lên nào, ăn rồi. Ăn rồi. Odin, Odin ơi ra đi nào Odin. Ừ hay quá Odin ơi ra đi. Trời. Thề Marco nó sút vỡ đầu Odin mình đấy anh em tin không. Các bạn đừng nhìn Odin, đừng có nhìn Marco nha các bạn, nó sút chết Odin như mình tôi giờ đấy. May quá. Vâng, cuối cùng cũng qua được tầng 1000 rồi anh em. Thở dài. Giờ tối tôi vượt tiếp anh em. Giờ để tiếp tục đến bên này. Bên này thì còn toang nữa các bạn. Thề bên này toang nữa luôn á. Đại hành trình. Hôm nay có dâu đen nữa vậy rồi. Tối nay đây thử đánh xem nó có đớn không anh em. Có dâu đen về rồi. Ừ, nghe chừng có vẻ khác bọt hơn chút rồi đấy. Hừ, cứ đùa các bạn. Thêm tướng mới nó phải khác ngay chứ làm sao thế được. Tạm ghi nhận các bạn. Thêm tướng mới về nó cũng phải khác bọt hơn chút chứ. Nói thế nào nói anh em, thêm tướng mới về nó phải khác bọt hơn chút chứ. Đúng rồi, nó phải vậy. Rồi xong cũng bay màu đen luôn, xong sạch sẽ cả đám. Phải đánh lại từ đầu nó mới tính gạt quét anh em. Dâu đen này. Pero đi anh em. Đi tìm này coi. Trời ơi, khống chế không là khống chế các bạn. Trời ơi, chơi gì đã mất một cháu rồi anh em. Rồi bạn thì khống chế đúng không? Rồi bạn thì khống chế đúng không? Được rồi, tôi chơi khống chế với đội bạn. Đội bạn thì khống chế mà. Có phải bạn thích khống chế không bạn ơi? Bạn thích khống chế đúng không? Bạn thích khống chế đúng không? Bạn muốn khống chế mình đúng không? Bạn muốn khống chế mình đúng không? Khống chế này. Nói chung vừa đại trình thì tôi đấy đa số toàn phải chơi mấy con tướng khống chế thì may ra có cửa ăn anh em, còn không thì nó căng thật sự luôn các bạn không các bạn. Đi này toàn thấy anh em cầm mấy tem cái tem khống chế không các bạn. Đấy, cứng đơ luôn. Đó, thế này vào thì win rất nhanh luôn các bạn. Vào nhà thì win rất nhanh luôn. Rồi tiếp tục luôn. Ok. Hay quá. Nượm luôn. Ok, nữa tiếp nào. Ây da. Căng thế nhờ. Căng thật sự luôn các bạn, căng nha. U. Cho anh Sen vào đội các bạn, cho anh Sen qua trở lại đội nào. Nó đã bung lên, hay quá. Rồi. Có anh Sen đánh bung lại nó vẫn khác anh em. Đó.
có anh xe notebook nó vẫn khác các bạn. Nói nào nói tuyệt vời, ok luôn. trận tiếp theo nào các bạn. Tuyệt vời luôn. Úi xời, đẹp đẹp luôn anh em. Trời, quá là ok. Tiếp tục trận tiếp theo vào phát bắt kèo ulti luôn, vào phát bắt kèo ulti luôn anh em. Ô ô, đừng hẹo đâu chơi anh em, bây giờ chơi này là hẹo không chơi các bạn. Hẹo đâu chơi anh em, nói bây giờ hẹo đâu chơi. Ok, mất dâu đen rồi, ok. Căng đấy nhờ, kata nó khóa căng thế. Bỏ dâu đen anh em cho cô lùa coi. Ừ, vậy đi. Đó. Được luôn anh em, tiếp tục. Dâu đen ra trận anh em. Ai da, ai da. Từ từ bạn, căng quá. Từ từ. Vô từ từ thôi, đúng rồi. Vô từ từ thôi. Ô kìa, sao Odin vừa vào đứng chờ chồng đấy nhờ. Ao cái chi nhờ, bạn bắt căng quá hả? Rồi, ao cái chi nhờ, bạn bắt căng quá anh em. Thề. Ao cái chi bắt căng giá ma luôn đi ạ. Thêm một no nữa bạn à. Không kịp multi các bạn, không kịp multi luôn. Rồi. Ăn cốc, bêu ăn cốc anh em. Không kịp bắt luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Nổi không trời? Rồi hai người này cân nổi không? Gì là không nổi rồi anh em. Mới đến có mấy tầng mấy thôi mà. Càng quá. Đâu phải dễ chơi đâu anh em. Ôi, vào bón mạng anh em. Cái này vào bót mạng chứ làm cái gì. Úi dồi. Quá căng thẳng, quá khủng khiếp quá. Ai da. Cho team 2 lên đi. À ứng ở đây ăn cỏ anh em, quên mình hắn còn bài tẩy mà sao không nghĩ ra ta. Mình hắn còn bài tẩy đây mà quên anh em, xém nữa là quên mất, tí nữa là quên mất bạn, tí nữa là quên mất luôn. Mình còn kia du búc tốc độ đánh mà. Ừ, nhiều khi cứ bị quên các bạn. Cho kia du vào bút tổ đánh lên anh em. Đó. Cố lên nào, đừng hẹo, đừng ai hẹo. Phát ra. Dâu đen ra đi, Pero vào anh em. Ui. Căng thẳng lắm. Khó thật sự các bạn. Để lên cao gặp mấy bác trên này đánh bón hành giá man các bạn, bón hành suốt ngày thôi. Cảm giác bất lực không làm gì được các bạn. Trời ơi bà này. Mình đứng cho đội bạn đánh luôn anh em. Ôi dồi ôi. Sắp mặt luôn ạ. Pero vào thôi. Vẫn không làm gì được các bạn, cay không? Nhìn cay giá man các bạn. Ôi, video tôi đã kết tối nay chắc này kết thúc đây thôi anh em. Có gì tôi sẽ quay bạn ở video sau nhé. Giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người tiếp theo, bye bye.